Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Khánh Linh đối với bị hại Trần Công Toàn là rất nguy hiểm, để lại hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, kết quả giám định cho bị cáo Linh bị rối loạn hỗn hợp, lo âu và trầm cảm trước khi đau, và sau khi gây án, bị cáo Linh bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Bị cáo trong quá trình điều tra xét hỏi cũng đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, bị hại cũng có một phần lỗi. Áp dụng điều 43 của luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Khánh Linh 10 năm tù giam về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Tin chân tình yêu của nhân dân như một bức tường xây đất niềm tin thì lâu nhưng phá vỡ nó chỉ trong tích tắc. Đó cũng chính là nguyên nhân của người phụ nữ trong phiên tòa hôm nay. Hơn nhiều năm chung sống mặn nồng, nhưng bị cáo Linh lại đối diện với tội lao lý từ tội danh giết người mà còn được xuất phát từ những cơn ghen.